Mời quý vị chắp tay chúng ta tịnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô ta sa pa ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Sư có nhận xét gì về tình trạng hiện nay các bạn trẻ khi gặp khó khăn không có hướng đi thì các bạn sẽ xem bói, tarot, thần số học, tử vi, kinh dịch vân vân. Sư nghĩ sao về các thầy bói biết nhìn thấy trước tương lai cũng như quá khứ của người đi xem, ví dụ như xem chỉ tay, xem tướng, gieo quẻ vân vân. Đâu phải thời nay thì các bạn trẻ mới đi coi bói, mà từ xưa tới giờ thiên hạ vẫn cứ thích đi coi bói thôi. Cái chuyện này nó cũng đâu có gì đâu mà lạ. Và ở trong Phật giáo thì Đức Thế Tôn cũng không có gọi là phủ nhận cái việc là coi bói nó là không có chính xác, là lừa đảo. Mà ngay cả bản thân Bồ Tát khi mà Ngài mơ thì Ngài cũng tự mình xem bói giấc mơ của mình. Rồi khi mà Bồ Tát vừa sanh ra thì có 5 vị Bà La Môn đến xem tướng cho Ngài. Trong đó có một vị Bà La Môn là nói với vua Tịnh Phạn là Ngài chỉ có một hướng, đó chính là cái người đi xuất gia và sẽ trở thành một vị chánh đẳng giác. Và thời xưa đó, thì có những cái phương pháp xem bói tướng cũng khá là chính xác. Tuy nhiên theo Phật giáo đó, thì Đức Thế Tôn nói là hàng cư sĩ thì chúng ta nên tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn là chúng ta tin vào điềm lành điềm dữ. Tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn là tin vào việc xem bói xem tướng. Nếu như chúng ta tin vào việc xem bói xem tướng là chúng ta là hàng cư sĩ hạng chót ở thế gian. Còn chúng ta tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì chúng ta là hàng cư sĩ như là hoa sen hồng, như hoa sen xanh ở trong Phật giáo. Do vậy, thay vì chúng ta tin vào việc xem bói thì chúng ta nên tin vào nghiệp và quả của nghiệp, điều đó là tốt hơn. Bạch sư cho con hỏi, quán pháp có phải là quán năm uẩn đang vận hành trong thân rồi sau đó quán tiếp sáu trần bên ngoài phải không, rồi sau đó quán tiếp sự va chạm giữa các căn trần, xem sự sanh diệt tiếp nối nhau của hai đứa nó, thì có phải là quán pháp trên pháp không thưa sư? Con là người mới bắt đầu, mong sư dạy bảo cặn kẽ. Mới bắt đầu thì nên làm theo tuần tự ABC. Mới bắt đầu thì nên đi từ những bước đầu tiên. Quý vị, cái người mới bắt đầu mà hỏi linh tinh dữ lắm. Cứ thực hành theo tuần tự đi.
Còn muốn biết quán pháp trên pháp là như thế nào á, thì vui lòng là mở bài kinh Đại Niệm Xứ ra, ở trong đó Đức Thế Tôn có nói cặn kẽ. Còn nếu như muốn thực hành thì làm ơn đi tuần tự giùm sư. Thưa sư, con gặp khó khăn khi neo điểm hơi thở khu vực hơi thở lúc đang ăn, vì khu vực quanh miệng di chuyển liên tục, liệu con có thể gắn điểm hơi thở ở một điểm trên thân không, ví dụ trên đầu môi? Điểm hơi thở dù cho quý vị có đang ăn hay là đang nói chuyện thì nó vẫn cố định ha. Chứ nó không có cái chuyện là quý vị đang ăn thì cái điểm hơi thở nó di chuyển đâu. Chúng ta hãy cẩn trọng xem lại điểm hơi thở của mình. Là sư cho con hỏi, thọ bát quan trai giới, khi đi trên đường lỡ đạp kiến, và trong toilet có kiến và các con vật nhỏ, con lỡ dội nước, như thế có phạm giới sát sanh không? Khi chúng ta không có ý muốn giết thì chúng ta không phạm giới. Nhưng khi sư nói về giới, sư luôn nhắc nhở quý vị là không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp, cho nên phải luôn cẩn trọng. Sư có cái thói quen là khi ngồi xuống toilet á, thì chịu khó nhìn ở bên trong toilet có kiến hay là không. Đôi khi có con kiến hay con này con kia mà nó lọt xuống dưới á, sư chỉ đơn giản sư chịu khó lấy cái tay mình vớt nó ra, sau đó đi rửa tay, đâu có vấn đề gì. Mình giơ tay tí xíu, mình sau đó mình đi rửa tay, không có vấn đề gì cả. Còn mình sợ gớm mà mình dội cái đó là mình tạo nghiệp. Nếu muốn chấm dứt các khổ, đoạn diệt các phiền não và mong muốn giác ngộ giải thoát, thì việc xuất gia có phải là một trong những yếu tố bắt buộc cần phải có hay không? Con cảm ơn sư. Giống như một người đi từ Sài Gòn ra Hà Nội thì họ có nhiều cách. Họ có thể đi máy bay, có thể đi xe đò, hoặc có thể là đi bộ, thì đều tới nơi cả. Thì nếu như mà muốn đi nhanh thì đi máy bay là nhanh nhất, còn đi bộ là chậm nhất. Đời sống cư sĩ thì việc tu tập hướng đến sự giác ngộ giải thoát rất là khó khăn, rất là chậm rãi. Bởi vì chúng ta bị chi phối bởi các dục ở thế gian. Chúng ta còn phải lo làm ăn kiếm sống, nuôi chính mình và nuôi gia đình. Rồi việc giữ giới là một việc cực kỳ khó khăn. Cho nên đời sống cư sĩ là một đời sống đầy hiểm nạn và khó khăn để đi đến sự chứng đắc đạo quả. Cho nên là tùy quý vị thôi ha. Còn nếu như mà một người thì chỉ còn vài bước nữa là họ tới Hà Nội đó, thì họ cũng không cần phải đi máy bay, cũng không cần đi xe đò, mà họ chỉ cần đi bộ là tới. Điều đó cũng giống như những người đã tích lũy đầy ba la mật rồi, thì chỉ còn một chút xíu nữa là họ chứng đắc đạo quả. Như vậy họ không xuất gia cũng được. Nhưng sư nhắc nhở quý vị là những người như thế, đầy đủ phước báo như thế, họ đã sanh vào thời kỳ của Phật rồi, chứ không sanh vào thời này đâu. Cho nên là thời nay thì cá nhân sư không tin là có cư sĩ có thể chứng đắc đạo quả theo cái kiểu sống như bây giờ. Bởi vì nếu như đủ phước mà sống đời cư sĩ mà vẫn chứng quả đó, chứng đạo chứng quả, thì đã sanh vào thời Phật rồi, chứ không có tới mức sanh vào thời này.
Bạch sư cho con hỏi, bản thân con buồn cũng khóc mà vui cũng khóc. Hôm nghe sư giảng khóc là tâm sân. Vậy khi con cúng dường quý sư và thấy rất vui mừng hoan hỷ xúc động trước hình ảnh quý sư rất đẹp, rất trang nghiêm và thanh tịnh, con đã khóc, tâm con lúc ấy có phải là tâm sân không? Có hôm con ngồi thiền xả thiền thấy thân tâm an lạc cũng khóc, vậy cái khóc lúc xả thiền có phải là tâm gì thưa sư? Chúng ta khóc á, nó có hai cái trạng thái. Một á, là do sân mà khóc. Hai á, là hỷ. Trong các cái thiện pháp thì chúng ta cũng có thể khóc. Cho nên đôi khi quý vị hoan hỷ thì quý vị khóc thì điều đó cũng là bình thường. Nhưng mà nhớ chúng ta hỷ trong các thiện pháp thì tốt hơn là chúng ta hỷ trong các cái dục lạc ha. Dạ, có hai hành giả tu pháp quán tâm thiền tứ niệm xứ. Hành giả một, khi điều bất như ý xảy ra, vị ấy nổi sân liền ngay, thể hiện rõ ở thân và khẩu, rồi mới nhìn thấy tâm sân và quán mình đang sân lúc ấy. Hành giả hai, khi điều bất như ý xảy ra, vì ấy biết mình đang sân và quán ngay tâm sân lúc ấy nên không thể hiện ra thân và khẩu. Cho con hỏi vị hành giả nào đúng hành đúng phép quán tâm. Thì nó giống như có hai cái xe. Một cái xe đó thì thắng nó bị mòn, cho nên là mỗi lần mà mình dậm thắng thì xe nó trượt một đoạn. Rồi sau đó thì nó mới thắng được. Một cái xe thì thắng nó ăn, cho nên thắng một cái là nó đứng lại liền. Hoặc là cũng như có người ấy, thì họ lơ mơ, họ mơ màng, cho nên là khi mà họ vượt qua cái đèn đỏ rồi đó, họ mới thấy họ lực đực họ dậm thắng. Nhưng mà dậm thắng thì cũng đã cán vạch đèn đỏ rồi. Có người ấy, thì trước khi mà tới đèn đỏ là họ đã dừng rồi. Thì nó chỉ cho hai cái hạng này. Cái việc mà chúng ta để cái sân á, nó thể hiện ra thân và khẩu, có nghĩa là chúng ta đã để cho tâm chúng ta sân được một đoạn thời gian rồi. Bởi vì tất cả các pháp khởi nguồn từ ý. Còn chỉ khi mà chúng ta phát hiện tâm sân ngay từ khi nó phát khởi trong tâm, thì khi đó là chúng ta mới kiểm soát nó và không để nó phát ra nơi thân và khẩu. Khi con tập theo dõi hơi thở liên tục trong cả ngày, thì đến cuối ngày con cảm thấy hơi nhức khoang mũi lên thái dương, có phải con đã làm sai không? Những lúc như vậy con nên chuyển đề mục nào? Đó là do chúng ta chưa có nắm được điểm hơi thở, mà cái người hỏi vẫn còn dính phải điểm xúc chạm của hơi thở. Cho nên tại sao mà sư hướng dẫn quý vị phải tách cái điểm hơi thở ra bên ngoài. Và nếu như quý vị theo dõi điểm hơi thở dựa trên sự xúc chạm của hơi thở thì nó sẽ có đủ mọi hiện tượng xảy ra hết. Khi đọc kinh Phật như Trung Bộ, Tăng Chi vân vân thì con có thể đọc khi có thời gian rảnh là 5-10 phút được không ạ? Vì thời đọc kinh thì phải đọc lễ bái Tam Bảo, dâng cúng Tam Bảo, hồi hướng vân vân,
nên con không đọc được nhiều. Con mong sư chỉ dẫn giúp con. Kinh Tạng thì quý vị có thể tụng đọc vào bất kỳ lúc nào. Cái chuyện mà lễ bái Tam Bảo á, thì nó giống như là một cái nghi thức mới bắt đầu hơn. Còn khi mà chúng ta có chúng ta muốn đọc thì chúng ta có thể đọc bất kỳ lúc nào, không cần phải khởi đầu bằng việc là thỉnh chư thiên rồi lễ bái Tam Bảo, cái đó cũng không cần thiết. Nhưng mà cuối kinh á, cuối khi sau khi đọc xong á, dù cho chúng ta đọc chứ chúng ta không có tụng kinh ha, thì cũng nên hồi hướng nhẹ, thì điều đó cũng là tốt. Có những vị sư biết là các vị đó thỉnh thoảng khi mà rảnh rỗi thì các vị đó vẫn nhẩm đọc lại các cái bài kinh mà mình học thuộc lòng, thì đó là điều tốt. Và sư cũng khuyến khích quý Phật tử nên có một cái quyển kinh Pháp Cú cầm tay, để ở trong cái giỏ sách, để trong người, để khi mà chúng ta cần có những cái thắc mắc, có những cái câu hỏi, có những vấn đề trong cuộc đời của mình cần có giải đáp, thì đôi khi chúng ta chỉ việc mở quyển kinh Pháp Cú theo cái kiểu như bối kiều, mở cái trang bất kỳ. Nếu quý vị có niềm tin thì trong rất nhiều trường hợp thì cái câu kinh Pháp Cú mà quý vị vừa lật ra đó, nó giải đáp cho chính vấn đề của mình. Con đã thoát chết rất kỳ diệu, như đứng gần một người lính làm nổ lựu đạn. Người lính chết tan xác nhưng con không bị vết thương nào cả. Bị xe hơi đụng phải té xuống đường nhưng không bị thương tích gì cả. Có phải nhờ Long Thần hộ pháp che chở cho con không? Cái này sư không chắc, tại vì sư không có thần thông. Nhưng mà đời sống của mình á, thì không nên trông chờ vào Long Thần hộ pháp ha. Bởi vì như thế thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì lỡ hôm nào mà mấy ổng nghỉ phép á, là lúc đó là mình đi luôn ha. Mà điều quan trọng á, là chúng ta hãy nỗ lực tu tập. Còn khi có những khi á, cái phước, cái nghiệp của mình á, nó nâng đỡ cho chính mình, chứ cũng không phải là một cái vị Long Thần hộ pháp gì họ đỡ cho mình đâu. Như là có những cái chuyến xe mà va chạm giao thông, rồi người ở trên chuyến xe đó chết hết, mà chỉ có một người hoặc vài người còn sống thôi. Thì cái đó là họ có được cái phước, cái nghiệp nó cản dùm cho họ, nó nâng đỡ họ, chứ cũng không phải là vị trời nào mà nâng đỡ chính họ đâu. Cho nên hãy tin vào cái phước và cái nghiệp của chính mình. Khi mà sư đi ra một cái huyện ở đảo, ở khu vực biển, sư thấy người ta có thờ một cái miếu, có cái tranh là một cái thuyền mà rơi vào trên cái cơn sóng dữ, sóng nó qua đầu, thì có những con người họ đang chơi với ở trên biển. Ở phía trên là có một cái giống như là một cái bà tiên, thì sẽ đưa tay ra để cứu họ. Thì họ nói là cái miếu đó rất là linh, cho nên là hầu hết những người đi biển là sẽ trước khi đi thì sẽ ra sẽ cúng cúng mẫu, mà sau khi mà đi về thì sẽ tạ, đặc biệt là khi mà qua khỏi những cái tai nạn sẽ lễ tạ, nhờ có mẫu phù hộ mà vượt qua khó khăn. Những gì biết là sư nghĩ thì sư cười, tại vì sao? Bởi vì những cái người đi về được là những người đã vượt qua được những cái khó khăn,
những cái tai nạn trên biển, còn những người vừa không được họ chết rồi, đâu có ai về mắng vốn đâu, không ai về mắng vốn hết trơn á. Cho nên cái đó là coi như là an toàn nhất. Thành ra đó, nó có một cái kiểu xem bói cho những ai sắp đi xa, là cái chuyến đi này á, thì nó cũng sẽ có một vài trắc trở, thậm chí là nguy hiểm, nhưng yên tâm là sẽ có quý nhân phù hộ, cho nên là sẽ tai qua nạn khỏi. Thì nói như vậy là đúng rồi. Tại nếu như tai không qua nạn không khỏi là chết luôn rồi, chứ đâu có về mắng vốn được. Cho nên là nói như thế nó rất là an toàn. Như vậy đó, thì chúng ta nên tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn là chúng ta tin vào một vị thần nào đó phò trợ chúng ta. Điều đó rất là nguy hiểm. Như đất nước chúng ta có những năm mà người ta rủ nhau đi vượt biên đó. Người ta nói thờ mẹ thì khi gặp nạn thì kêu mẹ thì sẽ thành công, vượt biên thành công. Và rất nhiều người sau khi mà qua bển thì nói là quả thật là gặp nhiều khó khăn, nhưng mà nhờ có mẹ đó cho nên là qua hết. Thì sư cũng chẳng dám bình luận gì, tại vì cái người mà qua không hết á, thì có khi họ cũng kêu mẹ muốn chết mà không thấy mẹ ở đâu, nhưng mà lúc đó là họ chết rồi, họ ở dưới rồi, cho nên là họ không nói được. Cái người chết là người nói không được, thành ra là chỉ còn những người sống thôi. Cho nên thay vì chúng ta trông chờ vào những cái thế lực siêu nhiên, thì chúng ta nên tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Đó mới là sự tin tưởng an toàn cho chính mình. Ngoài ra đó, chúng ta còn có những cái đề mục thiền giúp bảo hộ cho chính mình. Ví dụ như đề mục rải tâm từ. Đề mục rải tâm từ là nếu như vị hành giả an trú trong tâm từ thì vị đó sẽ không bị tấn công. Hoặc dù cho bị tấn công, vị đó cũng được bảo hộ, không bị chìm trong nước, không bị thiêu trong lửa, không bị vũ khí tấn công, không bị thuốc độc tấn công. Nhưng với điều kiện đó không phải là cực trọng nghiệp, không phải là cái định nghiệp nó đến, như là trường hợp của bà vợ của vua Pasena Đí đó. Bà là đệ nhất về tâm từ, thì bà bị người ta hại và nhét, người ta bỏ con rắn vào trong cái đàn ấy, và người ta vu oan cho bà là bà hành thức nhà vua, thì nhà vua mới dương cung và nhắm bắn bà. Thì bà rải tâm từ đến với nhà vua và nhà vua không thể buông tay ra được, tức là cái cung nó dính cứng ngắc ở đó và nhà vua không thể buông tay ra được. Và sau khi mà nhà vua xin lỗi sám hối với bà đó, thì sau đó nhà vua mới buông tay ra, tức là hạ cái cung xuống và không có bắn bà nữa, thì sau đó, mới buông tay ra được. Rồi nhà vua và trước đó là nhà vua đó cho voi nó giày xéo bà và 500 cô cung nữ. Bà rải tâm từ đến với con voi và con voi nó dừng bước, nó không có dám giày xéo bà đó. Như vậy đó là nhờ có năng lực tâm từ mà bà được bảo hộ, chứ bà không có cầu những cái vị trời thần chư thiên long thần hộ pháp hỗ trợ bà, không có, không hề có. Rồi nhưng mà khi mà ác nghiệp bà tới đó, do năm xưa bà từng tạo ác nghiệp là bà từng cố ý giết một vị thánh Phật Độc Giác đó. Cho nên là vào cuối cùng đó, khi mà bà bị người ta thiêu ở trong tòa lâu đài đó, thì bà không thể nào an trú trong tâm từ được, và sau đó là bà bị thiêu chết. Nhưng mà đó là do khi gặp cái cực trọng nghiệp. Chính vì như vậy thì chúng ta muốn bảo hộ chính mình thì hãy luôn tu tập tâm từ ha.
Ngoài ra đó, chúng ta nên thường xuyên an trú trong pháp, suy tư về pháp hoặc thực hành thiền. Những giây phút đó là những giây phút chúng ta không sợ chết. Ví dụ như chúng ta đi trên một chuyến xe đò mà chiếc xe đó chạy làm cho chúng ta bất an, thì khi đó hãy thực hành tâm từ. Hoặc là khi đó, đó chúng ta cứ theo dõi hơi thở cũng được, không sao cả. Bởi vì những khi đó nếu lỡ tai nạn xảy ra thì một là tâm từ sẽ bảo hộ chúng ta, còn hai á, nếu như mà cực trọng nghiệp tới thì chúng ta cũng được sanh thiên do chúng ta đang an trú trong tâm từ. Một người có khuynh hướng tâm lý, có nhu cầu suy tư về pháp học nhiều hơn pháp hành, mặc dù cứu cánh vẫn là giải thoát khổ sanh tử luân hồi. Thư sư, một người tăng trưởng pháp học đến mức độ nào thì sẽ khuynh hướng tâm lý từ pháp học sang pháp hành? Tâm của một người bắt đầu bước đi trên đạo nghiệp nghiêng về pháp học thì việc huấn luyện tâm sẽ gặp nhiều chướng ngại hơn. Làm sao một người sơ cơ cân bằng được việc học và hành? Đối với người trẻ thì nên dành 2/3 thời gian cho pháp học, 1/3 thời gian cho pháp hành. Đối với người trung niên thì nên dành 1/2 thời gian cho pháp học, 1/2 thời gian cho pháp hành. Đối với người già thì nên dành 2/3 thời gian cho pháp học và 1/3 thời gian cho pháp hành. Còn khi chúng ta bệnh gần chết thì dành toàn bộ thời gian cho pháp hành. Đó là sự cân bằng. Quý vị làm sư nhớ, khi mà sư ban đầu thì sư chỉ là dạy pháp và giảng kinh tạng thôi. Nhưng mà do cái nhân duyên là khi sư dạy đến Trung Bộ Kinh và dạy đến Thanh Tịnh Đạo, và sư thấy rằng những cái pháp này nó không thể nào là chỉ ngồi đó mà nghe được, không thể nào thấm được chỉ bằng việc lắng nghe mà phải thực hành. Chỉ bằng việc thực hành thì chúng ta mới có thể thấm nhuần được những gì chúng ta nghe được ở trong Trung Bộ và Thanh Tịnh Đạo. Cho nên là từ đó sư mới mở cái khóa thiền để nhằm giúp cho những ai sau khi học pháp đó, thì họ hành thiền để kiểm chứng lại lời dạy của Thế Tôn. Cho nên bản thân cái pháp học và pháp hành đó, nó không có cái mâu thuẫn. Quý vị nhớ dùm cho là tất cả các cái bài pháp của Đức Thế Tôn đều là pháp để thực hành. Ví dụ như khi Đức Thế Tôn hỏi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, các sắc là thường hay vô thường? Là ngay khi đó các vị tỷ kheo ngay lập tức quan sát các sắc và nhìn thấy nó là thường hay vô thường, và sau đó các vị ấy thấy được nó là vô thường, các vị tỷ kheo mới trả lời Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Rồi Đức Thế Tôn hỏi: này các tỷ kheo, cái gì vô thường, nó là khổ hay lạc? Thì các vị tỷ kheo mới quan sát cái vô thường đó xem, và các vị ấy nhận thấy rằng cái vô thường đó là khổ, đưa đến khổ. Cho nên các vị đó mới trả lời Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, như vậy vô thường đưa đến khổ. Đức Thế Tôn hỏi: này các tỷ kheo, cái gì là vô thường, cái gì là khổ, thì có đáng hay không để xem đó là ta, là của ta?
thì các vị tỷ kheo mới quan sát và thấy rằng như vậy nó không đáng để xem đây là ta và của ta, và các vị ấy thực hành như vậy. Và các vị đó nói là thưa không bạch Đức Thế Tôn. Khi đó các vị tỷ kheo hướng tâm đến lời dạy Thế Tôn một cách đúng đắn, và các vị ấy đi đến sự chứng đắc đạo và quả. Tất cả bài pháp của Đức Thế Tôn, tất cả lời dạy của Đức Thế Tôn đều là phương pháp thực hành đi đến sự chứng đắc đạo quả. Còn tứ niệm xứ tại sao lại nổi tiếng? Không phải là không có lý do. Bởi vì con đường tứ niệm xứ được trình bày một cách rõ ràng, bài bản, dành cho người mới bắt đầu cho đến khi đi đến sự kết thúc. Chính vì như vậy, việc thực hành tứ niệm xứ được chư tăng đề nghị và đề xuất trong việc tu tập. Còn những cái khác thì phải nói là rất là khó để chúng ta có thể nắm bắt lấy tuần tự tu tập như thế nào. Sư lấy ví dụ như trong bài kệ Pháp Cú: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Chỉ nói như thế thôi, và đó cũng là một phương pháp tu. Và nếu như vị nào tu thì đảm bảo có thể chứng được A-la-hán. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng, nếu như chỉ mà nghe một cái câu như thế, rất nhiều người vẫn còn mơ hồ là mình phải thực hành như thế nào. Chính vì như vậy, việc thực hành tứ niệm xứ được chủ trương là bởi vì nó là con đường rất chi tiết cặn kẽ. Còn những bài pháp khác thì không phải là không có lợi ích, nhưng mà nếu xét về con đường để chúng ta thực hành tuần tự ABC thì không được rõ ràng như là tứ niệm xứ. Và tất cả các pháp đều là pháp để thực hành. Như vậy thì tại sao có sự phân ra giữa pháp học và pháp hành? Nó là như thế này. Cái vị mà theo pháp học á, là vị đang nỗ lực để ghi nhớ lời dạy của Thế Tôn. Vị đó nỗ lực ghi nhớ lời dạy của Thế Tôn, phân tích chia chẻ ý nghĩa trong các lời dạy đó, mà vị đó không thực hành theo những lời dạy đó. Cho nên đó là cái vị theo pháp học. Còn vị theo pháp hành á, là vị đó nghe và sau đó vị ấy thực hành theo lời dạy đó. Cho nên gọi đó là vị theo pháp hành, chứ không phải là có kinh là pháp học mà có bài kinh là pháp hành. Không có chuyện đó. Nó cũng giống như là ở thế gian thì có hai phái. Một là trường phái lý luận và hai là trường phái thực tiễn. Thì đó là hai trường phái, chứ còn nội dung thì nó cũng chỉ là một thôi. Sau khi mình quán được các tính bất tịnh, bất mỹ, khổ, vô thường, vô ngã của bộ xương xong, thì mình nên có thái độ như thế nào đối với bộ xương của mình, của người, hay cách khác là mục đích của việc niệm xương sẽ giúp cho mình trong cách đối nhân xử thế sao cho đúng đắn, chứ nhìn ai cũng là bộ xương. Dừng lại ở suy nghĩ đó thôi, con cũng thấy hoang mang, không biết nên như thế nào, nhờ sư giúp cho con. Cảm ơn sư. Bởi vì mục đích của việc thực hành quán bộ xương nói riêng và tứ niệm xứ nói chung là để đi đến sự ly dục
đi đến sự chứng ngộ niết bàn, đi đến sự giác ngộ giải thoát mà sư đã trình bày trước với quý vị rồi. Con đường tứ niệm xứ là con đường trực chỉ đến sự giác ngộ giải thoát, cho nên phương pháp thực hành tứ niệm xứ là phương pháp đi đến sự ly dục. Thành ra đó, việc quán bộ xương với các đặc tánh vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, không đáng ưa, không đáng mến, không đáng yêu, thì việc đó, đó khiến cho chúng ta ly dục, không còn dục nữa. Và chúng ta nhìn thế gian, nó không còn có sự hấp dẫn trong các dục lạc nam nữ. Đây là dành cho người tu. Đương nhiên đây là dành cho người tu mà. Cho nên cái hiệu quả đó là hiệu quả tất yếu, hiệu quả đương nhiên. Thành ra là đối với đời sống cư sĩ thì quý vị bối rối là phải rồi. Bởi vì đời sống cư sĩ chúng ta chăm bẩm chìm đắm vào các dục, thì như vậy nhiều người sẽ có thể nói là nhưng nếu như mà không có dục, không có dục ái thì loài người làm sao tồn tại? Thì xin thưa là nó giống gọi là lo bò trắng răng. Thì cũng giống như có ai đó lo là bây giờ nếu như mà tội phạm họ không còn thì chắc công an họ cũng thất nghiệp, rồi những người quản giáo, những người cai tù sẽ thất nghiệp. Như vậy thì tôi vì thương các anh công an, thương các anh quản giáo, mong muốn cho các anh có việc làm cho nên tôi mới phạm tội. Có ai suy nghĩ như vậy không? Ra bào chữa với tòa đó, tại tôi thương mấy anh quản giáo cho nên là tôi mới phạm tội để mấy anh có việc làm. Thì chắc quan tòa cũng sẽ rất thương quý vị và tăng án cho quý vị thêm vài năm nữa. Thì cũng vậy đó, việc thế gian thì không bao giờ họ hết dục được, tự bản thân mình lo cứu mình thôi. Quý vị biết là chỉ trong một khoảnh khắc chúng ta ly dục thì cái giờ phút nào, cái khoảnh khắc nào chúng ta ly dục thì khoảnh khắc đó chúng ta xa lìa những cái đọa thú. Quý vị biết loài người chúng ta đó, rất là gần những cái loài thú, rất là gần những cảnh giới xa đọa. Chúng ta ở chính giữa đúng không? Chúng ta rất là gần. Mà khi chúng ta ly dục đó, mỗi một giây phút, mỗi một cái khoảnh khắc chúng ta ly dục là chúng ta gieo cái phước đi về cảnh giới cao cấp hơn. Chứ còn mà nếu như chúng ta chìm đắm trong các dục đó, là chúng ta đang tạo nghiệp đi về các cảnh giới thấp. Mặc dù bây giờ á, chúng ta chưa chứng đắc gì cả, nhưng mà việc chúng ta chán các dục, lìa dục khi tu tập tứ niệm xứ, đó là nhân quan trọng đưa đến sự giải thoát giác ngộ cho đời sau. Không phải đơn giản mà nhiều vị thánh nhân, các vị đó có thể ly dục được dễ dàng, có thể chứng đắc đạo quả được dễ dàng. Nó cần có sự huân tập, và mỗi những lúc ly dục như thế này là chúng ta đang huân tập điều đó. Và dù cho chúng ta chưa chứng đắc đi nữa, đó cũng là phước lành ha. Bởi vì các dục là đưa đến sự đau khổ. Thành ra là quý vị lo là nó đúng rồi. Tại vì đây là cho đi hướng đến sự giải thoát giác ngộ mà. Và phải nói nếu như trên cương vị của một người đi đến sự giải thoát giác ngộ á, sư không khuyến khích quý vị về đời. Tại vì về đời là chúng ta quay về với phiền não, quay về với các dục. Còn cái việc đi xuất gia, cái việc đi tu á, là chúng ta hướng đến sự ly dục, hướng đến sự giải thoát. Đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Nhưng mà sư biết là đời sống cư sĩ quý vị là còn
nặng cái tham ái dữ lắm, cho nên là nhiều người vẫn chưa buông bỏ được. Thành ra đó, gieo duyên được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, rồi về nhà về đời đó thì ráng giữ giới, ráng sống đời cư sĩ tốt đẹp, rồi khi nào có duyên thì tiếp tục lại vào đây tiếp tục đi dục, thì như vậy thì coi như là tạm an ủi ha. Rồi, thì đó là những cái câu hỏi mà quý vị gửi đến cho sư. Có những cái câu hỏi mà quý vị có thể Google ra thì sư cũng không có trả lời. Có những câu hỏi thì nó vô ích cho nên sư cũng không có trả lời. Và sư cũng báo với quý vị là có một số cái định nghĩa Phật học á, mà chúng ta hiểu sai, chúng ta hiểu nhầm. Thì hiện tại bây giờ có một giải pháp cho quý vị, đó là xem cái thuật ngữ Phật học đó, cái đoạn kinh đó nó nằm ở trong bài kinh nào. Sư nhắc nhở là chúng ta tìm coi cái thuật ngữ Phật học đó nằm trong bài kinh nào. Và nếu như quý vị đủ may mắn thì quý vị sẽ tìm thấy nó nằm ở trong Trung Bộ Kinh. Và nếu như mà đủ may mắn nữa, quý vị sẽ thấy nó nằm trong 40 bài kinh đầu của Trung Bộ Kinh. Tức là nếu như thuật ngữ Phật học hoặc là một đoạn kinh nào đó chúng ta thắc mắc mà nó nằm trong 40 bài kinh đầu của Trung Bộ Kinh á, thì có một tin vui cho quý vị là chúng ta đã có chú giải cho 40 bài kinh đầu rồi. Sư đã cho dịch xong chú giải 40 bài kinh đầu của Trung Bộ Kinh và đã đăng lên trên trang suthamma.net. Việc dịch vẫn đang được tiếp tục. Để sư xem coi là từ năm ngoái tới năm nay là 9 tháng rồi. Và 9 tháng thì được 40 bài kinh. Nhưng mà tại vì cái quyển 1 á, là nó số lượng nó nhiều cho nên tốc độ hơi chậm, về sau thì tốc độ có thể nhanh hơn. Và khi quý vị tìm thấy, thí dụ như thấy cái định nghĩa đó, thấy cái đoạn kinh đó nằm trong bài kinh đó, thì quý vị chỉ việc mở đoạn chú giải, tìm tới cái dòng tương ứng thì ở trong đó sẽ giải thích như thế nào. Ví dụ như cái gì là kiến hoang vu, cái gì là kiến trù lâm, đại loại như vậy đó, thì toàn bộ trong chú giải có giải thích hết và chúng ta chỉ việc mở ra để xem. Và mục đích dịch chú giải cũng là như vậy, để chúng ta có sự thống nhất trong việc hiểu lời dạy của kinh. Mấy hôm nay sư hướng dẫn quý vị việc thực hành tứ niệm xứ nương tựa rất nhiều vào chú giải bài kinh tứ niệm xứ, là bài kinh Trung Bộ số 10. Trong đó có những vấn đề mà nếu như chúng ta không có đọc á, là chúng ta không biết. Và thậm chí là nhiều người hướng dẫn thiền, các vị đó cũng không đọc chú giải, cho nên là có một số việc hướng dẫn sai lệch. Cho nên là nhờ việc đọc chú giải mà chúng ta có cái phương pháp thực hành đúng đắn. Và việc dịch chú giải kinh tạng thì vẫn được tiếp tục. Và có thể biết đâu sang năm thì hy vọng sang năm chúng ta có thể dịch được
Nếu mà chậm thì chúng ta dịch xong 100 bài kinh, còn nếu mà nhanh thì chúng ta dịch xong luôn cả trung bộ 152 bài kinh. Thì đó là tiến độ của việc dịch thuật chú giải và sư thông báo cho quý vị, để khi chúng ta có những cái thắc mắc thì chúng ta có thể tìm ở trên đó. Và xin thưa đó là chúng ta tìm kiếm lời giải dựa trên kinh tạng và chú giải, đó là an toàn. Còn đôi khi chúng ta hỏi vị này vị kia, vị đó giải thích dựa trên tư kiến cá nhân thì rất là nguy hiểm. Bởi vì sư thấy là có vị nói tỉnh giác và giác tỉnh là hai cái khác nhau, sư hú hồn. Sambacchanya nó chỉ có một thôi, quan trọng anh dịch như thế nào, mà cứ chơi chửi với nhau không hề. Trong khi đó tìm kinh, mở chú giải ra coi là không chạy được nha. Và sư lấy làm lạ là nhiều người thích chỉnh cái kinh tụng, làm như chỉnh kinh tụng thì không có ai chửi, còn cái kinh mà kinh đọc á, cái bản dịch của Ngài Minh Châu á, bản dịch kinh tiếng Việt có rất nhiều chỗ cần phải dịch lại mà không ai dám dịch lại trơn á, tại đụng vô chắc sợ bị chửi. Còn cái chỗ mà cái kinh tụng á, không sợ bị chửi cho nên là sửa tùm lum hết, còn cái chỗ cần sửa không có ai thấy ai sửa. Chính vì như vậy thì coi như sư đi cái đường công cứu nước. Tại vì chánh kinh người ta không cho sửa, tại vì sửa cái bản dịch người ta sợ là mình giống như là mình khi sư diệt tổ vậy đó, cho nên thôi cái bản chánh tạng sư để yên đó, nhưng mà sư cho dịch chú giải. Chỗ nào quý vị đọc trong chánh tạng quý vị thấy hơi lạ đó, không hiểu, thí dụ như cái gì mà đối ngại tướng u cha, đối ngại tướng là cái gì, thì mở chú giải ra, trong chú giải có nói. Rồi ví dụ như kinh gì kiến trù lâm kiến hoang vu kiến trượt hệ phượt, trời ơi, tách từng chữ ra thì mình đọc hiểu á, nhưng mà gom lại mình không hiểu nói cái gì, thì mở chú giải ra coi ha. Đó, thì đó là việc mà sư đang cố gắng làm. Về pháp học thì sư đang nỗ lực cho dịch các cái chú giải của kinh tạng để giúp cho các cái vị sư có nghiên cứu cũng như là quý Phật tử có nghiên cứu để biết rõ chính xác về kinh tạng, và cũng đang nỗ lực hướng dẫn quý vị trong pháp hành để quý vị có thấy được cái phương pháp thực hành đúng đắn theo lời dạy của Thế Tôn. Rồi, còn có vị nào có câu hỏi nào nữa hay không? Coi như là sư giải quyết xong ha, giải quyết xong tất cả các cái câu hỏi rồi. Và nếu như không có ai gửi câu hỏi nữa thì chúng ta chắp tay hồi hướng. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Y đăng mê bùn nhân nịp bà na sa bạc cha yô hồ tu y măng nô Punya phagang sabba satta nang dema sadhu sadhu sadhu. Chúc quý vị an vui.